Hello, chào các bác. Em lên cái video nhá hàng trước cho các bác nhé. Sau đó thì video chính sẽ lên khoảng độ sau khoảng độ 2-3 tiếng nữa. Hôm nay mùng 2 tháng 9 thì em không đi săn hàng được. Vì do bãi người ta cũng nghỉ nên em giới thiệu qua những mặt hàng bên em có này. Sau các bác xem mà chốt được hàng thì chốt trên video chính nhé. Chốt được cái gì trước? Tủ tủ inox, à tủ tủ điện. Đó, hôm nay về được một con này là hàng mới chưa qua sử dụng này. Còn đây là hàng cũ này. Hôm nay em về được một con máy nhé. Con máy xay thuốc nhé. Con này gọi là máy xay dược phẩm. Đó, sau tí các bác nếu mà có chắc ăn thì xem video chính nhé. Đó, con này 2,2 kg, rất là lớn. Có số quạt này. Đó, hàng cũ bên em vẫn còn này. Một con quạt mới về này. Bản vít me này. Đó, những cái con adapter này. Những cái con bơm này. Bơm này là bơm của Nhật nhé. Hàng em không biết dùng. Đó. Nam châm này, chân máy này, rất là nhiều này. Còn đây là những khu vực này, khu vực hàng cũ này. Hàng bên em chưa bao giờ hết hàng. Lúc nào cũng có. Đó, những cái ke inox đó. Đây là bơm mới này. Hàng mới về nhé các bác. Vài cái bộ tinh chỉnh vít me này. Rất là hay nhé. Đó, giá rất là tốt. Đó, nó bằng khung inox rất là đẹp này. Những con cảm biến này các bác này. Đó. Những con cảm biến hàng rất là xịn. Một số con này còn nguyên cả cáp nối này. Con này là không có cáp này. Đó, nó bị cắt mất cáp này. Một vài cái rắc nối này. Những cái con encoder này các bác này. Đó. Em sẽ lên thật nhanh nhá. Những cái tay nắm tủ âm này. Nhựa các kiểu này. Những cái ống nhôm này. Nguồn tổ ong này các bác. Đó. Nguồn tổ ong vẫn còn. Và đặc biệt hôm nay em về được một ít lô kính lúp này. Hàng rất là xịn sò nhé. Đó, các bác chốt được cái gì thì lên xem trên video. Và để mà chắc ăn thì các bác xem ở trên video chính nhé. Đó, video chính sẽ lên khoảng độ 2-3 tiếng nữa. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video chính.